Chào bạn, mình là Nhân, và nếu mà ai chưa biết thì mình có một cái kênh nữa tên là Phim Của Quả. Đại khái là trên cái kênh đó mình quay tất cả những gì mà không có mặt của mình. Nói chung là sau một khoảng thời gian khá dài mình đi quay phim ngắn thì mình phát hiện ra là bây giờ đi quay phim ngắn nữa thì mình nghèo chết, tại vì mình hết tiền rồi. Cho nên là mình mới chuyển sang làm phim phóng sự. Thì Cơ Đồ là một cái series gồm nhiều mini documentaries. Đáng lẽ là mỗi tháng ra một tập, nhưng mà nhưng mà nói chung là hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tất cả các bước mà mình dùng để sản xuất một bộ phim phóng sự ngắn. Chìa khóa của việc làm phim tài liệu đó là sự tò mò. Khi mà bạn có một câu hỏi về cái gì đó mà không ai trả lời cho bạn hết thì khả năng cao là khá là nhiều người khác cũng giống như vậy. Thì đó là một cái chủ đề cho việc làm phim tài liệu. Mình đưa ra một vài ví dụ nha. Một cái bộ phông chữ được thiết kế như thế nào? Cái bộ board game xóm chim này thực chất là cái gì? Pomade vuốt tóc thực ra là cái gì? Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ phải nhìn vòng vòng xem cái mối quan hệ của mình thì ai có cái khả năng trả lời được những cái câu hỏi này. Đôi khi á, lúc mà mình trao đổi với họ thì nó sẽ nảy sinh ra những cái câu chuyện khác. Thì đây cũng là một cái điều khá là thú vị của việc quay documentary. Công đoạn tiếp theo mình phải làm là lên danh sách những cái câu hỏi. Cái phần này khá là quan trọng bởi vì nó sẽ quyết định tất cả những cái nội dung mà mình có ở trong cái phim phóng sự của mình. Lời khuyên của mình là không nên đặt những câu hỏi có không. Mình nên đặt những cái câu hỏi nào đó mà nó khai thác được cái trải nghiệm và cái tầm nhìn của người mà mình phỏng vấn. Ví dụ nha, như là một số sản phẩm pomade hay là wax gel đều là sản phẩm tóc và đều cho kết quả rất tương tự như nhau, thì theo kiến thức của bạn, cơ sở gì mà họ lại đặt những cái tên như vậy? Nếu có thể thì hãy đặt những cái câu hỏi liên quan đến xã hội và cái ảnh hưởng của nó. Ví dụ như là mình sắp sửa quay một cái phim tài liệu về phông chữ, thì câu hỏi là vấn đề về nhận thức bản quyền ở Việt Nam còn rất kém. Bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu như phông chữ của mình bị dùng lậu? Và nên hỏi những cái nhận định phổ biến về cái vấn đề mà bạn đang quay coi nó có đúng hay là không. Thì khả năng cao là đằng sau những cái mà người ta thường gọi là stereotype đó thì nó có thể hoàn toàn không đúng hoặc có những cái nguyên nhân sâu xa hơn. Rồi cái bước thứ ba là mình phải viết kịch bản. Hồ đập nhân phim tài liệu mà làm sao mà có kịch bản? Khác với những gì mà mọi người nghĩ thì phim tài liệu vẫn có thể có kịch bản. Và đây là cái format kịch bản mà mình thường dùng. Thì nó sẽ chia ra hai cột, một cột là audio và một cột là visual. Thường á, thì mình sẽ gửi cái câu hỏi cho các người được phỏng vấn trước, sau đó mình sẽ lấy câu trả lời và sắp xếp vào cái bản này. Thì việc mà mình viết kịch bản cho phim tài liệu nó cũng giống như là mình làm bố cục cho một bài văn nghị luận vậy đó. Thì mỗi cái đoạn nó sẽ có một luận điểm khác nhau và phía dưới đó là những cái câu trả lời phỏng vấn hoặc những cái phần hình ảnh liên quan mà nó ủng hộ cho cái luận điểm mà mình đang muốn nói. Về bên cột hình ảnh thì ngoài những cái hình ảnh mà mình quay với nhân vật ngay tại hiện trường thì mình cũng nên nghĩ thêm một số những cái hình ảnh liên quan, có thể là lấy trên mạng hay là lấy từ một cái nguồn nào đó khác để đắp vào và nó có khả năng ủng hộ cái ý kiến của mình đưa ra. Nhưng mà có một điều các bạn cũng nên chú ý rằng trong việc quay phim phóng sự thì lúc nào câu chuyện nó cũng có thể thay đổi đột ngột, cho nên là mình phải flexible và mình phải nghĩ ngay tới cái việc là làm sao để kể cái câu chuyện theo cái hướng mới này. Bước tiếp theo á, là mình phải lên lịch quay và ngày release, tại vì dù cho nó là dự án cá nhân đi nữa thì bạn cũng cần có một cái deadline để mình không bị lầy. Thêm một cái lý do nữa để hẹn ngày release là bạn sẽ phải làm marketing cho cái phim này. Nói marketing nghe nó hơi cao xa chứ thật ra có thể chỉ là thông báo cho tất cả các bạn bè trên Facebook mình hoặc là 22 người đang subscribe kênh này. Nói chơi chứ suy cho cùng á, thì mình làm phim là để cho tất cả mọi người xem. Nếu mà làm rồi mà không ai coi hết thì làm gì? Sau khi các bạn làm hết tất tần tật những thứ mà mình mới nói rồi thì bây giờ đã đến lúc quan trọng nhất, đó là đi quay. Thì có ba điều mình sẽ cần lưu ý với các bạn. Cái đầu tiên là về thiết bị và số lượng người đi quay. Nếu các bạn ở trong một cái môi trường nào đó mà mình hoàn toàn có thể kiểm soát được thì không có gì để nói. Nhưng mà khả năng cao là khi mà quay phim tài liệu thì mình sẽ đi vào những cái nơi mà mình không có toàn quyền kiểm soát, nhất là trong thành phố, bạn có thể bị đuổi đi bất cứ lúc nào khi mà chỉ cần bạn cầm lên cái máy ảnh, nó nhìn nó khá là chuyên nghiệp một chút xíu thôi. Cho nên là crew mình đi quay chỉ có khoảng 2 hoặc 3 người thôi. Và mình sẽ đem đồ gọn nhất có thể là một cây monopod hoặc là một cây tripod và một cây gimbal nhỏ. Và lời khuyên thứ hai của mình là quay càng nhiều càng tốt. Trong Cơ Đồ thì mình quay nhiều hơn cái bản cuối cùng mà các bạn coi tới 60 lần. Và khi mà quay thì nên nhớ là quay theo sequence, có nghĩa là mình sẽ quay cùng một cảnh với nhiều góc máy khác nhau, toàn chung cận insert
trước sau bên hông để về mà mình còn edit. Và cái thứ ba là âm thanh rất là quan trọng, cho nên là hãy gắn mic lav ở trên người nhân vật mà mình đi theo quay khi nào có thể. Và có một cái nữa mà mình thấy rất là nhiều bạn quay phim hay quên, đó là khi mà quay B-roll các bạn cũng phải giữ im lặng. Bởi vì ngay cả khi bạn kiếm một cái bài nhạc nào đó trên mạng quăng vô để lấp cái khoảng trống thì nó vẫn không kể cái câu chuyện đó nó hay bằng cái việc là mình thu cái âm thanh môi trường ngay tại lúc đó. Sát vô, xịt vô. Rồi, ôm vô, ôm vô, ôm vô, ôm em vô. Làm mất, đưa mặt mơ mà mới thấy mắt. Em nhìn mắt, mắt gì vậy? Mắt mơ màng nè. À, tấm này đẹp nè. Tấm này đẹp nè. Và có một cái nữa mà mình cũng công nhận là mình hay quên thu âm, đó là thu âm rung tôn. Thì rung tôn nó chỉ đơn giản là sau khi mà bạn phỏng vấn người ta xong thì chia ra khoảng 30 giây tới 1 phút đứng im lặng không ai nói chuyện gì hết và bạn bấm máy thu âm hoặc là quay để ghi được cái âm thanh của môi trường ngay lúc đó. Bởi vì chắc chắn là khi mà về dựng thì các bạn sẽ chặt chém cái phần âm thanh phỏng vấn ra, và đôi lúc thì ở giữa hai cái chữ mà mình muốn ghép lại nó có một cái khoảng mà mình gọi là cái hố đen vũ trụ. Ở đó nó không có một cái tiếng gì hết, nghe nó rất là dị. Lời khen đó là cái theme, cái chủ đề đúng với cả cái văn hóa Việt Nam để chọn tranh cổ động. Cho nên vai trò của rung tôn là nó sẽ lấp đầy những cái lỗ đen vũ trụ đó để cho cái bài phỏng vấn của mình, cái audio nó thật sự mượt. Lời khen đó là cái theme, cái chủ đề đúng với cả cái văn hóa Việt Nam để chọn tranh cổ động như là một cái style chính để... Và cuối cùng là phần hậu kỳ, thì trong phần này bạn có thể thu voice dẫn chuyện nếu mà các bạn muốn. Nhưng mà mình á thì cơ bản là giọng không có hay cho lắm, cho nên là phim của quả thì luôn luôn để cái giọng của nhân vật phỏng vấn làm cái lời dẫn chuyện luôn. Nói chung là cũng tùy vào quan điểm của người đạo diễn thôi. Thì lời khuyên của mình trong việc dựng phim tài liệu là hãy cắt một phiên bản ngắn hơn. Ví dụ như là bạn có một cái edit mà bạn đã hài lòng và nó dài 15 phút đi, thì hãy save ra đó và tạo thêm một cái phiên bản nữa. Lúc này bạn đặt mục tiêu là mình cắt xuống chỉ còn dưới 10 phút thôi. Bởi vì edit một cái phiên bản ngắn thì nó đòi hỏi mình phải suy nghĩ, lược bỏ và chắt lọc cái content nó hơn, và thật sự chừa lại những cái hay ở trong cái phim tài liệu của mình thôi. Ở đây về cơ bản thì mình chỉ hướng dẫn sương sương như đó thôi. Nhưng mà còn cái trường phái non-fiction thì thật ra nó còn nhiều lý thuyết hơn như thế. Và các bạn hãy subscribe kênh của mình để đón xem.